Huấn luyện viên đội tuyển Kyrgyzstan nói về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, người hâm mộ ngất ngây. Trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan đã kết thúc, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ cũng như đối thủ. Huấn luyện viên Stefan Takovic của đội tuyển Kyrgyzstan sau trận đấu đã không ngần ngại dành những lời khen ngợi cho đội bóng áo đỏ cũng như huấn luyện viên Philip Chuzi. Ông Takovic thừa nhận sức mạnh và tinh thần quyết tâm của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, những người đã thể hiện sự nhanh nhẹn, Kỹ thuật ấn tượng cùng với tốc độ xuất sắc. Mặc dù có thể hình nhỏ con hơn so với các cầu thủ của đội tuyển Kyrgyzstan, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chứng minh rằng họ có thể cạnh tranh ngang tầm nhờ vào khả năng kiểm soát bóng và tấn công linh hoạt. Huấn luyện viên Takovic cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù chỉ là trận giao hữu, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu với tinh thần chuyên nghiệp cao. Sự thay đổi đội hình giữa hai hiệp đã cho thấy sự sâu rộng trong lực lượng cũng như khả năng áp dụng chiến thuật linh hoạt của huấn luyện viên Chu Dê. Đội đã thể hiện được lối chơi kiểm soát bóng hiệu quả và phòng ngự chắc chắn, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm. Huấn luyện viên Takovic không chỉ dành lời khen cho các cầu thủ Việt Nam, mà còn ca ngợi huấn luyện viên Philip Chuzi trong việc giúp các cầu thủ phát huy tối đa khả năng của mình. Ông tin rằng với lứa cầu thủ trẻ tài năng này, đội tuyển Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai, đặc biệt là ở Asian Cup sắp tới. Về phía đội tuyển Kyrgyzstan, huấn luyện viên Takovic khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò, nhấn mạnh rằng họ đã thi đấu hết mình và cống hiến một trận đấu đáng nhớ. Ông hy vọng rằng trong tương lai sẽ có cơ hội gặp lại đội tuyển Việt Nam, một đối thủ mà ông và đội của mình rất trân trọng. Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan không chỉ là cuộc đối đầu thể thao mà còn là một bài học quý giá, nơi mà cả hai đội có thể rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu. Huấn luyện viên Stefan Takovic của Kyrgyzstan trong những chia sẻ sau trận đấu đã nhấn mạnh rằng trận đấu này đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho cả hai đội, đặc biệt là trong việc chuẩn bị cho giải đấu Asian Cup sắp tới. Ông Takovic cũng dành lời khen ngợi cho đối thủ, nhấn mạnh rằng đội tuyển Việt Nam với những cầu thủ trẻ tài năng sẽ là một đối thủ đáng gờm tại Asian Cup. Ông dự đoán rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu cao, đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội để vượt qua vòng bảng và tiến xa hơn nữa trong giải đấu. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Takovic cũng không quên gửi lời khen ngợi tới huấn luyện viên Philip Chuze của đội tuyển Việt Nam. Ông Chuze đã cho thấy khả năng huấn luyện tài tình khi giúp các cầu thủ Việt Nam bộc lộ được toàn bộ khả năng của mình. Những chiến thuật linh hoạt và hiệu quả mà ông áp dụng đã giúp đội tuyển Việt Nam có được những bước tiến vững chắc. Còn về phía đội tuyển Kyrgyzstan, mặc dù không giành được chiến thắng, huấn luyện viên Takovic vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò. Ông nhấn mạnh rằng các cầu thủ đã thi đấu hết mình và thể hiện sự cải thiện qua từng phút. Ông hy vọng rằng trong tương lai, đội tuyển Kyrgyzstan sẽ có cơ hội gặp lại và thi đấu với đội tuyển Việt Nam, một đội bóng mà ông và các học trò của mình rất kính trọng. Trận giao hữu này không chỉ là cơ hội để hai đội chuẩn bị chơi diền cấp, mà còn là cơ hội để cả hai huấn luyện viên và các cầu thủ học hỏi từ nhau. Với những phân tích và nhận định của huấn luyện viên Takovic, người hâm mộ có thêm niềm tin vào khả năng và tiềm năng của đội tuyển Việt Nam tại sân chơi châu lục sắp tới. Báo quốc tế, tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ ở Asian Cup. Tờ ESPN đánh giá cao năng lực và tin đội tuyển Việt Nam đủ sức vượt qua vòng bảng Asian Cup năm 2023. Trong bài viết giới thiệu về các đội tuyển tham dự Asian Cup 2023, ESPN dành những lời nhận xét tích cực về đội tuyển Việt Nam. Tác giả Joe Lynch và Gabriel Tan tin rằng Đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội đi tiếp. Trang tin thể thao ESPN đánh giá, đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực hết sức để có thể vượt qua vòng bảng một lần nữa, nhưng đây là đội bóng có khả năng tạo ra bất ngờ. Họ hoàn toàn đủ sức đánh bại đội tuyển Indonesia và chỉ cần kết quả tốt trước một trong hai đối thủ còn lại là có thể tiến vào vòng trong. Tại bảng D, đội tuyển Nhật Bản và Iraq được đánh giá mạnh nhất nên hai suất trực tiếp vào vòng trong nằm trong tầm tay của hai đội bóng này. Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Indonesia để lấy vị trí thứ ba và trông chờ cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể làm nên bất ngờ, đặc biệt là trước Iraq. Đội bóng Tây Á mạnh hơn nhưng thường rất khó khăn để giành chiến thắng. Ở cuộc đối đầu gần nhất vào tháng 11 năm ngoái, thầy trò Jesus Casas chỉ giành được 3 điểm ở những phút cuối cùng nhờ công của Mohannad Ali. Một trong những nhân tố của đội tuyển Việt Nam được ESPN trông chờ tỏa sáng là Nguyễn Quang Hải. Tờ báo của Mỹ viết Dù những lời tán dương xung quanh giảm đi đôi chút sau quãng thời gian thi đấu thất vọng ở Pháp Quang Hải vẫn là tài năng lớn nhất của bóng đá Việt Nam Anh ấy thường có thói quen tỏa sáng ở những sân khấu lớn như kỳ Asian Cup trước khi giúp đội nhà vào tứ kết Tác giả bài viết cho rằng đội tuyển Indonesia khó có thể tiến xa Nếu muốn làm vậy, đội bóng xứ vạn đảo buộc phải vượt qua đội tuyển Việt Nam Bản thân huấn luyện viên Chu Dê cũng nhận định Trận đấu với tuyển Indonesia mang ý nghĩa then chốt, quyết định xuất đi tiếp của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra ở lượt thứ hai lúc 21h30 ngày 19 tháng 1 trên sân Abdullah bin Khalifa. Trước đó đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ở trận mở màn ngày 14 tháng 1, còn tuyển Indonesia thì đụng đội Iraq. Tuấn Hải được đánh giá là ngôi sao đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam. Tờ Quora, một tờ báo Tây Á, đăng tải bài viết nhận định. Đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philip Chuze sẽ dựa vào ngôi sao số 1 Phạm Tuấn Hải ở Asian Cup sắp tới. Tờ Quora, một tờ báo Tây Á đánh giá, Tuấn Hải là ngôi sao số 1 của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup năm 2023 sắp diễn ra tại Qatar. Báo trên đăng tải bài viết nhận định, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philip Chuze sẽ dựa vào ngôi sao số 1 Phạm Tuấn Hải ở Asian Cup sắp tới. Người kế nhiệm huấn luyện viên Park Hang-seo là ông Chuze đang khao khát giúp đội tuyển Việt Nam giành được thành tích chưa từng có ở Asian Cup kể từ sau chiến dịch năm 2019. Do đó, nhà cầm quân người Pháp này sẽ cần tới sự tỏa sáng của Tuấn Hải ở giải đấu lần này. Bài viết nêu rõ, Tuấn Hải, ngôi sao của Hà Nội FC đã thể hiện tiềm năng to lớn ở vòng bảng Cúp C1 châu Á mùa này. Anh đã ghi 4 bàn và thực hiện một kiến tạo, đồng thời Tuấn Hải còn ghi bàn quyết định loại nhà đương kim vô địch Cúp C1 châu Á là Urawares của Nhật Bản. Bài báo này cũng đưa ra thống kê của Tuấn Hải với 13 pha làm bàn và 4 pha kiến tạo ở mùa giải 2022 trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội FC và cùng đội bóng này giành cú ăn ba. Bài báo viết tiếp, theo trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á, Tuấn Hải đã ghi 4 bàn cho đội tuyển Việt Nam, trong đó bàn thắng đầu tiên là pha lập công vào lưới đội tuyển Afghanistan. Tầm quan trọng của cầu thủ này với đội tuyển Việt Nam ngày càng gia tăng. Sau khi huấn luyện viên Chu Dê được bổ nhiệm, Tuấn Hải được trọng dụng và đã ghi bàn vào lưới Syria Palestine. Gần đây Tuấn Hải cũng đã ra sân ở trận đấu gặp Philippines và Iraq ở vòng loại World Cup 2026. Asian Cup 2023 những yếu tố thuận lợi có thể khiến đội tuyển Việt Nam lạc quan. Ở bảng D Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam chưa thi đấu giao hữu. Ba đội là Nhật Bản, Iraq và Indonesia đã có những cuộc đọ sức đáng chú ý. Ngoài đội tuyển Nhật Bản đang thể hiện sức mạnh của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, các đội Iraq và Indonesia đang cho thấy những vấn đề cần chỉnh sửa trước Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Philip Chuze có lý do để truyền lửa cho đội tuyển Việt Nam để có thể gây bất ngờ. Ở bảng D, trừ đội tuyển Việt Nam chưa thi đấu giao hữu, ba đội còn lại là Nhật Bản, Iraq và Indonesia đã có những cuộc đọ sức đáng chú ý. Trong đó Iraq khiến nhiều người khá ngạc nhiên khi chỉ thua Hàn Quốc 0-1 ở trận giao hữu mới đây. Đội tuyển của huấn luyện viên Jesus Casas thất bại trước Son Heung-min cùng các đồng đội trong thế trận mà họ có màn trình diễn khá ổn. Iraq cầm bóng 42% so với 58% của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Asian Cup 2023, tạo được một vài cơ hội dứt điểm về cầu môn của Hàn Quốc. Trong khi đó, tiền vệ trẻ Ali Jasim có cơ hội gỡ hòa cuối hiệp 1, khi đối diện với thủ thành đối phương nhưng không thắng được thủ môn. Iraq chịu bàn thua ở phút 40 khi mà Lee Jae-sung có cú sút xa khiến thủ môn Hassan Jalan báo tay. Sang hiệp 2, Hàn Quốc đưa những cầu thủ ngôi sao như Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Lee Kang-in vào sân và họ đã gây sức ép lớn đến các học trò của huấn luyện viên Jesus Casas. Trận thua ngày 6 tháng 1 cho thấy Iraq vẫn còn khoảng cách không nhỏ với ứng viên vô địch Hàn Quốc. Huấn luyện viên Jesus Casas hài lòng với phong độ của các học trò, nhưng hàng công của Iraq sẽ là vấn đề lớn của đại diện Tây Á ở giải đấu tới đây. Điều này cũng gần như tương tự kịch bản khi gặp đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình tháng 11 năm 2023 trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Iraq chơi áp đảo đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1, tạo cơ hội nhiều nhưng lại không thể ghi bàn và chỉ được ăn mừng ở những nỗ lực đến từ giây bù giờ cuối trận. Lúc này huấn luyện viên Jesus Casas cũng hy vọng các học trò có thể sớm cải thiện tình hình. Tiền đạo được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đánh giá cao là Ali Hamadi đang tập riêng sau hành trình trở về từ Anh. Sau trận thua Hàn Quốc, huấn luyện viên Jesus Casas cho các học trò ở lại UAE để tập luyện trước khi bay tới Qatar. Ông thầy người Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Các cầu thủ phải cố gắng nhiều hơn nữa trước khi bắt đầu Asian Cup. Thất bại vừa qua cho thấy đội còn nhiều thiếu sót." Một số cầu thủ bắt đầu xa suốt phong độ. Các cầu thủ phải tự nhìn lại mình vì Asian Cup không giống một trận giao hữu. Chúng tôi vẫn chưa có sự gắn kết tốt nhất. Mục tiêu của tôi là phải xây dựng được một đội bóng có lối chơi tập thể tốt, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ ở mọi giải đấu. Về phần Indonesia, huấn luyện viên Sinteyong đang khiến người hâm mộ xứ vạn đảo lo lắng về khả năng thành công. Ông Sinteyong những năm qua chưa giúp Indonesia có thành tích nào đáng kể. Và dù đã được lên kế hoạch chuẩn bị công phu đội bóng này cũng toàn thua khi đã giao hữu với Libya mới đây dù được tăng cường một số cầu thủ nhập tịch nhưng thầy trò huấn luyện viên Shin Tae yong đã thua 3 Hòa 1 ở 4 trận gần nhất để thủng lưới 12 lần và chỉ ghi được 3 bàn thắng hai trận gặp Libya, đội tuyển Indonesia thua với tổng tỷ số 1 năm thông qua truyền thông huấn luyện viên Shin Tae yong đã chấn An người hâm mộ nước nhà hãy kiên nhẫn tiếp tục ủng hộ đội tuyển ở giải chính thức. Trong khi đó, huấn luyện viên Milutin Sredojevic của Libya sau hai trận thắng Indonesia đã góp ý. Đội tuyển Indonesia có vấn đề phòng ngự và dứt điểm. Ngoài việc dứt điểm không tốt, các bài tấn công biên của Indonesia chưa phù hợp. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Shin tae cùng các học trò còn một trận đấu nữa gặp Iran ngày 9 tháng 1 để hoàn thiện sự chuẩn bị cho Asian Cup năm 2023 những diễn biến của đội đối thủ sẽ được huấn luyện viên chu dê thu thập và phân tích thuận lợi của đội tuyển việt nam là những đội tuyển quen thuộc và nếu có sự chuẩn bị tốt cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên chu dê là khá khả thi